Nam Định là một trong những tỉnh giáp biển thuộc phía nam đồng bằng sông Hồng và khu vực duyên hải Bắc Bộ. Nhắc tới Nam Định, mọi người thường nghĩ tới những điểm du lịch tâm linh đậm sắc văn hóa như đền Trần, chùa Cổ Lễ và những con phố cổ. Tuy nhiên, Nam Định với đường bờ biển dài 72 km cũng thuận lợi cho sự phát triển có tiềm năng kinh tế du lịch biển. Giao Thủy là một trong ba huyện ven biển của Nam Định. Tại đây nổi tiếng xa gần với bãi cá khu miền Bắc Phước Lâm. Thị trấn Phước Lâm là khu đô thị ven biển, là nơi có bãi cát trải dài trên 3 km với rừng phi lao xanh ngút ngàn, trở thành điểm đến lý tưởng của du khách. Từ những món quà mà thiên nhiên ban tặng, Phước Lâm đã phát triển và trở thành mắt xích quan trọng trong tour du lịch Nam Định, đền Trần khi tới với vườn quốc gia Xuân Thủy. Khu du lịch biển Phước Lâm Giao Thủy Nam Định được khai trương từ năm 1997, nằm cách trung tâm thành phố Nam Định khoảng 60 km. Khu du lịch tắm biển Phước Lâm sau 11 năm khai trương đã có cơ sở vật chất khang trang với 2 km kè biển, 20 đường trải nhựa dài hơn 3 km với hệ thống cơ sở vật chất bảo đảm tiện nghi cho dịp nghỉ lễ cũng như mùa hè. Số lượng khách về với bãi biển Phước Lâm bình quân mỗi năm đạt 77.200 lượt người, doanh thu bình quân đạt gần 7 tỷ đồng. Thank you.